Ê nó đi đâu vậy nè? Đi không biết. Đi pho. Ê nó đang đứng trước đài truyền hình số 3 bên kia đường kìa. Đợi ba đang đậu xe. Thôi mình đi con ấy, đi từ từ. Xe điện. Ê Lina. Đây đây pho nè, pho nè. Đây. Đây cả nhà đang đi này nè, pho Ruben. Đó. 6 tới 15 tháng 9. Giá 5 đồng. 5 đồng nhưng mà đi được 10 ngày luôn, không giới hạn. Cho nên giờ mình đậu xe ở đây, mình đi lội bộ. Đẹp quá. Quý ngao giờ đó, ngao đó, ăn được á quý. Quá trời. Quý ăn được, ngao giờ nè. Lui đi ăn được á. Thường mấy cái đất mà mới mới có cỏ vậy nè. Nè. Còn ngao giờ nó hay mọc lên. Alina xịn quá. Tìm được chỗ đậu xe kế bên luôn, hay quá hay. Giỏi, cho 10 điểm ba ba. Cái nó từ từ con. Ba, con gái kêu kìa. Con đi đâu? Hơi lạnh lạnh cho nên là cầm theo cái áo. Sợ ngồi trời mưa, hôm nay trời không có đẹp. Cho nên là sợ trời mưa. Bước tới là giờ tới khoai kìa. Tới phòi. Kệ kêu ba cầm phụ. Ủa tại mặt hai cái luôn mà. Nè bỏ vô vỏ không? Ờ ba bỏ vô vỏ. Tới phòi rồi nè, nhưng mà giờ đợi bạn của chị hai á. Đợi bạn. Bắc Kinh hả? Mấy tầng hả? Ui, quá trời, đằng đó Bắc Kinh nó kiếm chỗ trên đó phê luôn á. Ui, em merci. Bữa nay trời không có được đẹp nè, hôm nay trời hơi mưa mưa nè. Em mình đi vòng ngoài trước. Gặp rồi nè. Hello con. Hello con. Sao bà? Rồi giờ đi dạo nè. Hôm nay có nhiều lính đó luôn nè. Bonjour, je suis le chef Nicolas, du 4e armada. Et aujourd'hui, on n'entend pas parler de moi, on entend parler de lui. Le PPLD, porteur polyvalent lourd de dépannage. Sa mission, évacuer. Et faire de maintenant. Bắn rồi nha. Maintenant, le long pompier, la pompe de désactivation et la cible. Tout ça, vous mise à disposition selon jour au derrière du camion. Avant du cœur de la veste. C'est bien la ligne, 13 sử. Thank you.
Hả? Quý Lina vô đó đi. Merci. Bonjour. Et salut. Ah, ça va? Elle aussi. Ah ouais, ông này kế bên tiệm. Ça y est, t'as trouvé un stage? Oui, ah, super. Ouais. Ouais. C'est un graphiste sur Strasbourg. Ah ouais? Ouais. C'est bien? Oui, c'est bien. Oh là là, mais on dessine les Elina, ok. Vous voyez, Elina? Ah ouais. Style, ça s'appelle comme tout. Cái mình tiệm hay mua đồ. Thử đi, nó mới ngọt nhiều. Ngon lắm, phải không? Dạ, cũng được. Ừ, được về lượt lấy cái ly luôn á con. À, được lấy ly luôn. Ui, cái ly luôn á. Được lấy cái ly đem về luôn á. Ok. Ui, nó cho cái ly luôn á. À, kìa con. Ui. Thử không? Đi đi thử đi. Được cho cái ly luôn. Na đang coi nè, gian hàng Việt Nam. Cây luôn nè. Trái cây sếp. Trái cây khô của Việt Nam luôn nè. Việt Nam nè. Mẹ có lấy cái silicon ra được không? Viên. Đi một đoàn từ Việt Nam qua hết luôn. Dạ. Bán đắt không anh? À, bán đắt không? Lên Facebook hay vậy? Lên YouTube. YouTube à? Ờ, bữa nay đỡ. Này, đưa lên YouTube. À, kênh gì? Family Elina. À. Kênh nhỏ xíu xíu à. Nhỏ xíu à. Dạ. Có vài chục lượt xem thôi. Nhiều lượt à? 2.000 người đăng ký. Có tiền chưa? Có tiền mà ít xíu xíu à. À. Mấy đồng à? À. Quay chơi thôi. Cái này phải lên cho giữ mới được. Ê, quay chơi thôi. Giống như mình Việt Nam nó phải giữ. Nói người ta, tại vì Việt Nam nó quê người ta chỉ phải coi hơn. Mình quay vòng vòng nhà chơi gì đó. Quay chơi thôi. À, cái bên này Việt Nam nữa. Cái bên Việt Nam nữa nè. Cô này Việt, bên đây Việt Nam nữa. Quỷ nè. Quỷ. Quỷ. Con có thích cái nào không? Con thích cái nào? Ôi, ôi đẹp quá. Na chụp hình với nó xong rồi nữa. Kẹo gì phải không? Đi đi lại chơi gì kìa. Ui. Quá trời đông người ta.
Mấy cái bánh này cho đám cưới nè. Thấy mấy cái bánh đẹp không? Đi nào, thấy bánh đẹp không? Bánh đi, để cho đám cưới. Mặc giá với ba tem đồ này kia cũng có bánh này nữa đó. Chị hai đút cho em ăn. Hai chưa em? Chị hai đút cho em ăn. Và sẽ chịu giò heo. Giò heo á con, cho bông nô á. Bông nô. Chút xíu con, chút xíu con. J'étais avec Ethan. Capter les jambes, ok. Voilà. Et là, regardez, voilà. Là, tu fais un mouvement des pieds, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche. Voilà, t'as pas le mouvement. Allez, vas-y, vas-y. Tout le monde, we'll be right back.
là nó làm cái nó đẹp đi cái đề cô ngoài cái đề cô cá rồi cây ở trên hết luôn, quá trời đẹp luôn. Cây thiệt không à, ôi ôi bông thiệt nữa nè, không 4.500 cái hồ cá này đẹp, đẹp quá trời đẹp nè, đẹp không Gigi Smith nè, rẻ lắm 20.000 21.000 gì đó à. Đây nè cũng khiếp thiệt giá nè, cả nhà thấy giá chưa. Mà phải nói thiệt á, chỉ có nhà giàu đại gia mới có tiền xài làm cái dàn bếp này thôi, buông ra là tự động ú la la đẹp. Ôi ôi cái mặt đây nè, Gigi Smith á, nổi tiếng mà quá trời luôn. Đang coi trả lời câu hỏi coi có trúng được gì không. Ah oui. Alors, en cadeau, on a le chapeau de paille, la ou la casquette, ou le sac à colorier, ou le tote bag, ou les crêpes dessinées sur la route, ou les petits bouts. Le petit sac à colorier. Ouais. Nè, montez, mais montez mes hình. Voilà. Voilà, cadeau. Merci, merci Ava, merci. Merci. Nè, ta chụp hình cho nè. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Hình Gatui nè. Đẹp không? À, trời, có 5 đứa con bị chán luôn. Khách hàng để mua bún bò của Mai Sài Gòn. $15 thơm thịt bò xào